Chào các bạn quay lại với kênh YouTube Kích Nguyễn và tôi là Nguyễn Vinh. Tiếp tục làm một số video liên quan đến vấn đề nuôi biển. Mấy ngày 8 ngày hôm nay mình có một cái sự cố nên là mình không có thường xuyên update những cái video mới về con cá chim vây vàng hay là con cá mú chân trâu hay là những một số đối tượng nuôi biển khác. Hôm nay mình sẽ làm bù cho các bạn một số cái thông tin mới mình cập nhật được tại các farm mình đang đặt những cái mô hình thử nghiệm. Hiện nay cái lồng cá này đang ăn cái thức ăn Bali, và thức ăn sử dụng hiện tại của mình đang làm demo là thức ăn Galaxy 8200P của công ty C-Tray. Thì mình sẽ làm rất nhiều những cái thí nghiệm của các hãng từ C-Tray, The Hurst, Ocealis, UP, Thăng Long. Thì mình đánh giá thì mỗi một công ty nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm. Tất nhiên rằng là tính tổng quan các số điểm chấm theo, mình cứ cho một cái thang, ví dụ thang Glasgow đi, thì nó cũng khá là tương đồng. Nên cái điều này thì mình cứ yên tâm, tất cả anh em có thể sử dụng thoải mái, công ty nào cũng được. Nhưng mà vấn đề là chúng ta hãy theo thói quen cũng như là cái giá cả rồi cơ chế làm sao cho hợp lý thì các anh em cứ cân nhắc. Nhưng mà đánh giá một cái khách quan thì không có vấn đề gì, các bạn cứ sử dụng thoải mái. Còn cái vấn đề hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái tốc độ tăng trưởng sau một thời gian. Đàn cá này mình đang nuôi khi bắt giống là 4 cm thì hiện nay nó rơi vào 1 tháng 15 ngày, tức là 45 ngày. Thì trung bình ấy, thì đối với cá chim vây vàng thì giai đoạn 1 tháng 45 ngày nó sẽ tầm khoảng là xin lỗi các bạn nhé, 45 ngày. Đấy, nó sẽ dao động tầm khoảng 30, từ 25 đến 30 gram trung bình. Vì các bạn cứ cân, các bạn sẽ thấy những cái điều đó thì nó cũng không quá quan trọng. Và quan trọng bậc nhất chúng ta quan tâm tới đó là cái khung của cơ thể, đó là cái chiều dài và cái chiều rộng của con cá nó có phát triển tốt hay không. Còn cái chuyện mà nó hơi mỏng mình một chút thì cũng không quá là quan trọng, miễn sao là con cá nó vẫn ăn tốt là được. Tại vì cái giai đoạn này, cái bản thân cái thức ăn dành cho cá biển giai đoạn này thì nó chủ yếu tập trung vào phát triển cái cấu trúc của cơ thể, có nghĩa là cái độ đạm rất là cao, những cái lipid thì người ta sẽ để thấp xuống. Tại vì nó cũng đúng với cơ sở khoa học, nếu chúng ta sử dụng lipid quá cao con cá nó quá béo, nó dư cái năng lượng, con cá sẽ bị ngán. Như vậy là con cá nó béo nhưng mà nó lại không phát triển được chiều dài như chiều rộng. Cái điều này chúng ta không cần quá quan tâm. Cái giai đoạn này chúng ta quan trọng là chúng ta cần quan tâm đến đầu con cũng như là cái chiều dài và chiều rộng cơ thể. Nhưng mà nếu mà con cá mà đạt được cái chiều dài và chiều rộng cơ thể nó tốt thì cái trọng lượng nó không hề thua kém so với những con cá béo nhưng mà lại ngắn đòn. Các bạn hãy cứ thử, các bạn khi nuôi chúng ta nên cân định kỳ là như vậy, mình khuyến cáo là như vậy để chúng ta có cái chương trình cho ăn phù hợp, rồi chúng ta có thể phân sai, chúng ta có thể điều chỉnh nhiều cái thông số, thì như vậy chúng ta sẽ có một cái vụ nuôi khá là có kế hoạch và chúng ta không bị động khi chúng ta nuôi trồng, khi chúng ta lên kế hoạch nuôi trồng đó. Thì đối với cái đàn này thì mình đánh giá là nó phát triển về cái chiều dài và chiều ngang rất là tốt đó. Thì lúc nào mình sẽ có một cái bảng đo chi tiết cho các bạn xem, nhưng mà đấy mình nói để cho các bạn hiểu được là chúng ta không cần phải là con cá quá nặng cân hay là quá béo, cần một con cá dài rộng phát triển khung. Thì tại vì cái nguyên tắc về cái trao đổi năng lượng và trao đổi dinh dưỡng ở giai đoạn này nó khác với giai đoạn thương phẩm. Đó. Thì khi mình cân được cái đàn này sau 45 ngày nuôi thì cũng đang ở cái size tầm khoảng 30 đến 35 gram, như vậy là cái tốc độ tăng trưởng khá tốt. Thường thường ấy, trung bình mà có thể chấp nhận được khi nuôi ở cái vùng nuôi cái độ mặn cao á, từ 30 phần ngàn trở lên thì sau 2 tháng con cá nó chỉ tầm khoảng từ 35 đến 40 gram. Như vậy con cá hiện nay mới có 45 ngày, có là 1 tháng rưỡi mà còn đã có size từ 30 đến 35, như vậy thì nó khá là tốt. Tất nhiên rằng là khi mình làm demo thì không phải mình chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp không,
mình cũng phải sử dụng một số cái sản phẩm để hỗ trợ để tăng cường khả năng trao đổi chất cũng như là chuyển hóa năng lượng nó phải đạt cái mức độ tối ưu. Tại vì cái nguyên tắc về tiêu hóa của các đối tượng nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là con cá, nó cũng có những cái đặc điểm khác biệt hơn so với động vật trên cạn. Thì cái này nó cũng có những cái bài phân tích kỹ rồi, mình cũng không nói lại cái vấn đề này tại vì ta nghe nhiều nó sẽ bị chán. Đó. Mình đang mong muốn là sau khoảng 2 tháng thì nó sẽ đạt được cái trọng lượng khoảng 50 gram. Còn mình còn 15 ngày nữa sẽ cái đàn này sẽ đạt 2 tháng. Cũng đang rất là mong muốn đạt mức độ đấy tại vì nuôi ở cái độ mặn cao như thế này để đạt được 2 tháng sẽ đạt được 50 gram trong vòng 2 tháng là khá khó chứ không phải đơn giản. Đây là những cái thông tin để mình cũng chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm được hôm nay. Còn đây là một cái farm demo và mình cần một cái thời gian đủ dài. Ví dụ như là thường thường ở vùng nuôi này người ta nuôi cá khá lớn, tầm khoảng 8 lạng, 7 đến 8 lạng họ mới xuất bán. Thì lúc đấy mình sẽ có những cái thông số chính xác hơn, ví dụ như là FCA rồi tỷ lệ sống và cái toàn bộ mà mình sử dụng những cái chương trình cho ăn nào và cái sản phẩm hỗ trợ nào. Thì lúc đấy mình sẽ có một cái bài phân tích mình sẽ hứa đây là mình hứa mình sẽ có một bài phân tích chi tiết, nó khá dài nhưng mà nó sẽ là khá là khoa học để cho các bạn tham khảo. Còn đây mình chỉ đang thông báo các bạn tiến trình thôi để các bạn yên tâm là khi chúng ta sử dụng những cái chương trình cho ăn phù hợp, những cái mật mật độ nuôi phù hợp và cách chăm sóc phù hợp thì chúng ta yên tâm là chúng ta vẫn có thể nuôi tốt con cá chim vây vàng ở một điều kiện cái môi trường khá là khó khăn hiện nay. Rồi, bài nói chuyện của mình đến đây kết thúc. Nếu thích các bạn hãy cho mình một like nha và nhớ chia sẻ kênh như là đăng ký kênh Chris Nguyễn. Mình rất muốn là cái kênh YouTube của mình được nhiều bạn nuôi trồng thủy sản biết tới. Tất nhiên rằng là những thông tin có thể có những thông tin nó chưa hoàn toàn chính xác nhưng chúng ta cùng bàn luận và tháo gỡ để chúng ta phát triển nghề nuôi biển càng ngày càng rộng rãi và nó bền vững. Xin chào và hẹn gặp lại.